gần 2 triệu liều vaccine Pfizer về đến Việt Nam. Lô vaccine này gồm 1.209.780 liều tới thành phố Hồ Chí Minh vào hai ngày 7 và 8 tháng 10 và 789.750 liều tới Hà Nội vào các ngày 8 và 13 tháng 10. Ngày 13 tháng 10, cơ chế COVAX đã chuyển giao cho Việt Nam thêm 1.999.530 liều vaccine Pfizer-BioNTech do Mỹ trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19. Số vaccine này được COVAX vận chuyển trực tiếp từ nhà máy sản xuất của Pfizer ở thành phố Kalamazoo, bang Michigan ở Mỹ. Lô vaccine này gồm 1.209.780 liều tới thành phố Hồ Chí Minh vào hai ngày 7 và 8 tháng 10 và 789.750 liều tới Hà Nội vào các ngày 8 và 13 tháng 10. Đây là số vaccine tiếp nối 4 đợt trao tặng mà Mỹ dành cho Việt Nam trước đó thông qua cơ chế COVAX. Mỹ và Việt Nam đã hợp tác nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và nguồn hỗ trợ của Mỹ trị giá gần 1 tỷ đô trong những năm qua nhằm giúp Việt Nam phát triển hạ tầng y tế. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu đô nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Mỹ đã công bố cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer, nâng tổng số cam kết của Mỹ lên hơn 1,1 tỷ liều.